Rồi, xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta quay trở lại với kênh YouTube của em, đó là Invest và dịp cuối tuần thì kênh của em sẽ mang đến cho các anh chị chúng ta những kiến thức về đầu tư chứng khoán cũng như là chia sẻ góc nhìn kỹ thuật của Tuấn về thị trường hiện tại lẫn các mã cổ phiếu trên thị trường để giúp cho các anh chị chúng ta có thể là đầu tư được hiệu quả hơn. À, và rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại à, thị trường trong cái à, hoạt động của tuần vừa rồi cũng như là đưa ra những cái chiến lược mới cho cái tuần tiếp theo thì một cái tuần vừa qua là một cái tuần gọi là quá là thành công đối với lại là một cái nhịp hồi phải nói là tuần vừa rồi là cái tuần mà uh, nhịp hồi đó nó, nó nó mạnh nhất ha các anh chị thấy ở đây từ uh, phiên đầu tháng uh, 8 à, là ngay đầu phiên đầu tháng 8 là ngày 1 tháng 8 thì thị trường ta nó bứt lên từ vùng 1210 À, uh, lên thẳng vùng 1.250 luôn một cái mức tăng trong một tuần khoảng tầm là hơn 40 điểm như thế này thì thực sự quá là tốt cho các anh chị chúng ta đã kiếm được một khoản lợi nhuận và thậm chí là đã gỡ lại được một số uh, phần lỗ nhất định trong cái khoảng thời gian vừa qua, có phải không ạ? À? Còn nếu như mà các anh chị nào mà vẫn chưa tìm được những cái cơ hội cho mình hay là chưa có thực sự là tối ưu hóa những cái phần lợi nhuận trong cái khoảng thời gian vừa qua thì các anh chị chúng ta hãy nên à như nào ạ? À? Xem lại cái danh mục của mình và lựa chọn có phải là những cái mã cổ phiếu mạnh hay là không? hay là các anh chị chúng ta vô tình chúng ta cứ bị vướng vào cứ một mã cổ phiếu mà các anh chị chúng ta bị kẹp ở thời điểm trước đó ví dụ như chẳng hạn như là FLC rốt rồi hay những cái mã cổ phiếu đầu cơ hay là các cổ phiếu Benny. đó ha các anh chị ha. Thì các anh chị chúng ta cần phải xem lại tại sao chúng ta lại cứ phải mua trung bình những mã ấy mà trong khi các mã cổ phiếu mạnh, các cổ phiếu nó đang có cái sóng ngành hay là những cái cổ phiếu nó có cái câu chuyện riêng thì các anh chị chúng ta không tham gia mà lại tham gia những cái mã cổ phiếu đầu cơ ăn theo đó theo thị trường nó làm gì đúng không ạ ừ, thì cái sóng ngành là cái 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 là là, là, gì à? À, là các cái mã cổ phiếu ấy đều có một cái dòng tiền à, hoặc là đa, đại đa số cái dòng tiền của nhà đầu tư lẫn là nhà đầu tư tổ chức họ tham gia vào thì đó chính là những cái nhịp để mà tạo nên một cái sóng ngành thì cụ thể ở đây đó chính là nhóm gì à? à? nhóm dòng chứng khoán em cũng đã nói cái điều này rất là nhiều ở những cái video vừa rồi đúng không ạ thì các anh chị nào mà đã luôn xem và luôn đồng hành cùng với tuấn thì chắc hẳn rằng là phải có ít nhất một mã cổ phiếu và à chứng khoán trong danh mục của mình không ít thì nhiều có thể là mã này mã kia hoặc là thậm chí là gần đây nhất là trong cái tuần này đã xuất hiện cái điểm mua đối với lại là dòng uh, những cái 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 mã mà chạy sau chẳng hạn như là SSI này hay như là VND này đó, các anh chị chúng ta thấy ha. Rồi, uh, trở lại với gì rồi uh, thị trường hiện tại thì các anh chị chúng ta thấy cũng đã vượt qua được cái mức kháng cự vùng 1220 trong cái tuần đầu tiên của tháng 8 rồi. Các anh chị chúng ta có thấy không ạ? Đây, đây này tuần vượt kháng cự 1220 và 1230 đúng không? Thì tuần cũng đã nói rõ ràng và nói chính xác cho các anh chị chúng ta là là chắc chắn là trong cái tuần này là cái với cái lực cầu mà đang mạnh như thế này này, các anh chị chúng ta thấy mạnh như thế này đúng không ạ? thì chắc chắn là cái nhịp những cái nhịp mà vùng kháng cự mũi như một hai hai mươi như thế này chỉ là cái vấn đề về 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 à, mặt tâm lý thôi các anh chị ha. Rồi còn ở thời điểm hiện tại các anh chị chúng ta cũng đang rất là băn khoăn là có nên canh chốt hay là không hay là những anh chị nào mà uh, đang cầm tiền cầm rất là nhiều tiền và vẫn chưa biết mua cổ phiếu nào hay là chưa biết chạy ngân cổ phiếu nào thì mời các anh chị chúng ta cùng xem cái video uh, ngày hôm nay của em để mà biết được mã nào là cái điểm cái cái mã đó, còn cái điểm mua và mã nào. Chỉ nên cầm chờ và và và, và chốt lại thôi, đúng không ạ? Thì lúc đó các anh chị chúng ta mới có thể là có thể là tránh được một cái nhịp mà có thể là sẽ điều chỉnh một vài phiên trong những cái nhịp tới à, mà cũng thú thật với các anh chị chúng ta luôn là trong cái tuần vừa qua thì ngoài những cái ngày đầu tuần thì Tuấn có giải ngân thêm một số mã cổ phiếu thì những cái phiên mà tăng điểm sau đó vào ngày thứ tư và thứ năm là bắt đầu là tốn đã như nào à, à không có cho mua thêm nhiều nữa rồi à, vẫn vẫn có thể là tìm ra được một vài những mã cổ phiếu nó có cái điểm mua nhưng mà thực sự là những cái điểm mua ấy nó chủ yếu là đến từ những cái mã cổ phiếu nó chưa kịp chạy hoặc là nó uh, vẫn còn đang uh, khá là 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 là, là uh, chậm chần chừ để mà nó à? à nó bước lên ở cái giới những cái giai đoạn phía sau thôi còn là nó vẫn đang ở trong một cái trạng thái gọi là hấp thụ những cái lượng cung các anh chị ha rồi và trong cái phiên thứ sáu thứ năm và thứ sáu rồi chúng ta xuất hiện gì ạ à? à nếu như mà nhìn qua cái 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 biểu đồ nến nó các anh chị ta sẽ thấy rõ hơn là hai cái cây nến gì à hai cái cây nến doji gần ở đây ờ à, mọi người thấy đúng không ạ hai cái cây nến doji mà cây nến này thì nó giống lại là cây nến búa nhiều hơn mà nó thể hiện như thế này thì các anh chị ta thấy là sau một cái khoảng thời gian À, sau một cái khoảng thời gian tạo đáy và đi lên của thị trường chúng ta, thị trường chúng ta cũng đã đi lên được bao nhiêu rồi các anh chị? À cũng khoảng tầm là 100 điểm rồi. Ha, thầy Tuấn cũng có chia sẻ với lại các anh chị nhà đầu tư ở những cái video vừa rồi là chúng ta sẽ cố gắng chúng ta lấp lại cái giờ à cái gáp ở vùng 1280 này này. Và hiện tại thì thị trường chúng ta nó cũng đã đi vào yeah, à, đã chạm về lại cái vùng gap ở vùng 1250 cho tới vùng 1280 85 này rồi. Thì không còn cái lý do gì mà cho các anh chị chúng ta mua đuổi những cái mã cổ phiếu <laughs> uh, trên thị trường nữa hoặc là không còn mua đuổi được những cái mã cổ phiếu mà nó đã bứt tốc từ khỏi những cái vùng nền ở những cái giai đoạn trước nó đang đã tạo ra đúng không? đúng không? thì cho nên rằng là các anh chị chúng ta sẽ uh, tránh được một cái nhịp có thể là sẽ điều chỉnh ngắn của cổ phiếu bởi vì nó đã hầu hết là rất là nhiều mã cổ phiếu nó đi vào cái vùng gì à, à cái vùng mà là quá mua <laughs> ha các anh chị nhé cho nên là hãy cẩn thận cái tuần sau tuần sau là một cái tuần mà chúng ta cần phải cẩn thận nhưng đối với các anh chị nào đã có những cái vị thế nắm từ ở những cái vùng 1170 hoặc là còn thấp hơn thế nữa hoặc là dưới vùng 1200 thì các anh chị chúng ta cứ ưu tiên thoải mái cho em với cái vấn đề là chúng ta là cầm chúng ta nắm và chúng ta giữ nha yeah. còn nếu mà anh chị nào mà có thời gian có cái ờ uh, um, à? à, có cái cái kinh nghiệm mà chúng ta lướt lát trong cái khoảng ngắn hạn hoặc là trading trong tới cổng ấy thì các anh chị chúng ta có thể canh chúng ta lướt được T0 Ở những cái thời điểm mà nó có những cái điểm nhúng Các anh chị nhé Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau Đưa ra cái kế hoạch cho cái tuần sau nó là như thế nào Thì với cái việc mà chúng ta sẽ chạm lại một cái ngưỡng kháng cự Tương đối là mạnh Ở quanh cái vùng mà như này này Ở quanh cái vùng gap down từ vùng 1250 cho tới vùng 1285 ấy Thì sẽ khó lòng mà để chúng ta vượt qua ngay hoặc là nếu chẳng hạn như mà cái thời điểm mà nó có những cái bước phá mà nó kéo rướng lên ở những cái thời điểm này thì cũng chính là những cái lúc mà dành cho những nhà đầu tư nào mà mua trễ, mua sâu là cái thời điểm mà để họ canh, họ chốt mà thôi, đúng không ạ? Còn những anh chị nào mà chưa kịp mua mới ở những cái uh, phiên đầu tuần uh, vừa rồi thì em nghĩ rằng mọi người hãy hạn chế chúng ta mua mới hết sức có thể các anh chị nhé vì rất là dễ mà để khiến cho các anh chị chúng ta bị dính ở những cái nhịp chỉnh xuống của cổ phiếu cũng như là của thị trường à, thậm chí là thị trường chúng ta vẫn có nguy cơ và vẫn có khả năng là gì a à, test lại cái phần đỉnh ở vùng 1220 vùng 1230 ở đây hoặc là nó test lại cái gáp gì à, có cái gáp đau ngắn ở đây này đó mọi người thấy ha à, nên là mọi người cần phải lưu ý những cái vấn đề này hết sức là lưu ý để mà không phải đu ở những cái vùng giá cao phía trên này nữa. Đặc biệt là nhóm gì À nhóm dòng chứng khoán. Tuy mạnh thì mạnh nhưng mà cái thời điểm vào nó luôn luôn quan trọng. Ha, à, hoặc là các anh chị chúng ta cũng có thể hình dung ra như thế này, ở cái đầu đoạn sóng ấy thì các anh chị chúng ta mua gì cũng có lãi cả, lãi ít hay lãi nhiều, kiểu gì cũng có lãi cả, đúng không ạ? Tuy nhiên thì khi mà à, thị trường chúng ta bước vào cái thân của sóng hồi rồi, À, thị trường nó bước vào cái thân của sống hồi rồi thì chắc chắn rằng là cái dòng tiền nó sẽ không còn được mạnh mẽ như thời uh, khúc, phía, khúc phía trước của cái đoạn sống hồi nữa mà bây giờ bắt đầu nó sẽ như nào à, nó sẽ phân hóa đúng không các chị chúng ta thấy là trong cái uh, hai cái tuần vừa qua là thị trường chúng ta cứ luân phiên nó đổi dòng hết ngày hôm nay dòng này kéo rồi tới ngày mai dòng khác kéo rồi tới dòng mốt ngày dòng khác ra nữa lại kéo đúng không tuy nhiên là cái sóng này là gì à là là cái sóng mà luôn luôn kéo trong xuyên suốt cái quá trình hồi phục của thị trường đó các anh chị có thấy không ạ à, cho nên là các anh chị chúng ta cần phải nhận diện được đâu là những cái nhóm cổ phiếu mạnh để mà chúng ta theo cho tới cuối của cuối của của cái con sóng phục hồi này các anh chị nhé rồi chúng ta sẽ cùng nhau À, đi qua những cái cổ phiếu cũng như là chúng ta cùng à, xem lại cái hoạt động các cái cái diễn biến của cổ phiếu trong cái tuần vừa qua và cũng như là chia sẻ thêm cho các anh chị chúng ta những cái cơ hội có thể là chúng ta xem xét được trong cái tuần sau hoặc là đợi sau những cái nhịp chỉnh ngắn hạn của cổ phiếu hoặc là chỉnh nhẹ một à, đến ba phiên của của à, của à, các loại cổ phiếu à, trong cái nhóm mà các anh chị chúng ta đang quan sát và lưu ý nhé rồi thì em chú ý cho các anh chị chúng ta nhiều nhất đó chính là dòng chứng khoán đúng không ạ nhìn dòng chứng khoán đây là ai cũng thèm chảy nhỏ dãi hết rồi bởi vì sao đều đã đi lên một cái khoảng rất là tốt trong cái giai đoạn vừa qua đặc biệt là có những cái mã cổ phiếu thậm chí đã lên được khoảng tầm 60 70 phần trăm chẳng hạn như là HCL các anh chị chúng ta thấy cũng từ đẩy đi lên đây cũng là hơn bao nhiêu trăm hơn 50 trăm này thậm chí nếu mà tính từ đẩy cuối cùng luôn là 10 thì có phải là 60 phần hơn 60 trăm đó mọi người thấy đúng không rất là mạnh ha các anh chị ha nếu như mà các anh chị chúng ta cũng thấy ở đây thì dạo gần đây là HCM đã bắt đầu có những cái gì à, à những cái nhịp mà nó nổ volume lớn này. À, nếu mà nhìn ở đây thì các anh chị chúng ta sẽ rất là khó lòng mà chúng ta mua mới được ở những cái vùng giả ở đây. Ở mặc dù là các anh chị chúng ta có thể là nắm giữ mà và và, và tiếp tục như là à, chờ những cái mức giá target cao hơn nhưng mà để mà mua mới ở những cái vùng trên này này thì đánh giá là cực kỳ là rủi ro các anh chị nha cực kỳ là rủi ro nhé, bởi vì nó đi lên nó tạo những cái vùng nền khá là ngắn như thế này, nó đi lên nó tạo ra những cái vùng nền khá là ngắn như thế này này, thì những cái sức mà rướng lên ở những cái giai đoạn phía sau nó sẽ rất là dễ có những cái cú gì à, à cú chỉnh về lại những cái vùng nền hai và nền đầu tiên, đó, cho nên là 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 là, là các anh chị chúng ta đặc biệt lưu ý là HCM nó đã không còn những cái điểm mua ở đây nữa rồi, nha, đó là cần chú ý là nó có khả năng nó quay về nó re lại những cái vùng nền ở vùng 26.3 hoặc thậm chí là 25 quanh 25 là có có khả năng nhé nên là lên đây thì chủ yếu là hôm nào mà nó canh mà nó có chốt một cái phiên mà uh, có thể là thậm chí là nằm sàn luôn á thì các anh chị chúng ta cần phải như nào à, chú ý một chút xíu để mà tránh được những cái cú mà đu đỉnh uh, uh, trong ngắn hạn các anh chị nhé rồi uh, tiếp theo có gì nữa nhà à có MBS cũng rất là khỏe đúng không ạ MBS cũng đã break được khỏi cái kháng cự ở vùng 24 đây ha, đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà Tuấn đã cho các anh chị nhà đầu tư trong room khách hàng mua ở quanh cái vùng nền ở đây. Đó, chúng ta mua quanh cái vùng nền ở đây rất là tốt này. Đây, mình mua ngay ngay cả cái vùng này. Đây ha, thì bắt đầu lên đây là mình canh như thế nào? À, thì mình sẽ bắt đầu canh chốt cổ phiếu. Ha, mình cũng đã trước đó là mình đã chốt quanh cái ngưỡng đây này, này. Trước đó là mình đã chốt quanh cái ngưỡng ở vùng 24 là 50% này do là gặp cái kháng cự ở đây. Đó, nhưng mà mình không kịp cover lại và vẫn còn đang nắm giữ 50% lượng hàng còn lại để mà lên những cái vùng giá cao hơn thì mình canh mình chốt hoặc là có những cái sự điều chỉnh thì mình sẽ lại quay lại quyền cover anh chị ha đó rồi tiếp theo đó có FTS cũng vậy FTS cũng thật sự là quá là kinh khủng luôn đó, FTS thì mình chỉ là mình mua cá nhân thôi chứ mình chưa có khuyến nghị mặc dù là mình cũng có bảo các anh chị chúng ta khách hàng là mua ở những cái thời điểm mà nó tạo ra một cái vùng nền này, này. đây nó quay về nó test lại cái đỉnh ở đây này các anh chị đó ha khi mà có một cái phiên này nổ này các anh chị chúng ta thấy không ạ thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị chúng ta một cái điểm này rất là hay chúng ta nhìn qua cái ba nhé đây này nó xuất hiện có một cái phiên bùng nổ về volume này các anh chị chúng ta thấy đây ha <laughs> này chúng ta xuất hiện một cái phiên bùng nổ về volume này lên này chỉnh lại này chỉnh phiên một này test lại lần hai này đúng không thì chúng ta sẽ mua những cái phiên mà nó có cái hình vòng cung hướng lên thì đây chính là những điểm mua cho các anh chị chúng ta đó đây là những cái điểm mua cực kỳ an toàn cho các anh chị chúng ta test lại vôn thấp này các anh chị chúng ta thấy không test lại vôn thấp này đây là những cái điểm mua cực kỳ an toàn cho các anh chị chúng ta thậm chí nó vẫn cho xuất hiện những cái điểm mua ở đây cho các anh chị chúng ta hoặc là điểm mua chậm cháy nhất đó, đó chính là phiên này đó thì cứ thế mà các anh chị chúng ta cứ nắm giữ thôi và cái mốc target của FTS thì em có nghĩ là với cái độ điên của con này thì có thể thậm chí nó có thể lên được khoảng tầm là vùng 37 cho đến vùng 38. Đó các anh chị ha có hàng thì hô nắm giữ tiếp và chúng ta đợi những cái vùng target thì canh chốt lại bớt các anh chị nhé rồi uh, tiếp theo có SPS uh, FBS thì Tuấn cũng có mua ở đây trước tiên là Tuấn đã mua ở cái vùng nền này này À uh, Tuấn mua quanh cái ngưỡng ở vùng nền 9.4 này, này khi mà nó gãy rũ xuống các anh chị chúng ta thấy nó cái vấn đề nó rải gãy rũ xuống không đây cũng là một cái mẫu hình mà hay gặp trên thị trường chứng khoán chúng ta gãy rũ xuống gặp lại nền này test test chưa kịp test bao nhiêu cả Tuấn mua ngay cái phiên này luôn nó chỉnh một cái tuấn mua ngay cái phiên này ở cái vùng giá là 8.7 8.8 đó ha tuấn mua lại đúng ngay cái cây này rồi sau đó là như nào à hôn cho tới tận bây giờ luôn đấy và bây giờ bắt đầu nó đã vượt luôn cả cái vùng giá 10 rồi đấy, mặc dù là mọi người thấy nó ít vậy thôi chứ mà cái vùng giá ví dụ như giá trung bình tuấn mua là giá chín đi thì hiện tại cũng đang lãi khoảng tầm là 15 phần trăm rồi các anh chị ha rồi rất là, rất là, rất là dễ gặp những cái mẫu hình là gì đây gãy nên đây gãy nên đây, nó đang tạo một cái nền ở đây, Đấy nó gãy lại này, volume thấp này, gãy volume thấp này rất là cái tín hiệu rất là uh, dễ dàng nhận thấy những cái mẫu hình mà gãy nền rũ xuống như thế này, rồi phục hồi đi lên, thì các anh chị chúng ta vẫn có thể là mua được ở những cái phiên như thế này, đó, các anh chị nhá Rồi tiếp theo có ETH, SHS uh, thì Tuấn cảm thấy nó vẫn còn uh, thực sự là hơi nặng một chút xíu. À, hầu hết là những cái mà phía phiếu mà Tuấn chọn thì là nó đã break được khỏi cái vùng đỉnh buôn trap ở cái nhịp này rồi. Đó, nhưng mà HFS thì nó vẫn là chưa nhé. Nhưng mà trước đó thì Tuấn cũng đã có như nào à có gợi ý cho các anh chị nhà đầu tư chúng ta là mua quanh cái ngưỡng vùng nền này. Mặc dù là cái nền này nó khá là lỏng nhưng mà nó cũng đã đủ cái phần tin cậy cho các anh chị chúng ta mua vào. Ở cộng hưởng thêm là cả gì à cái 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 sự mà kéo điểm của toàn uh, cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán nữa cho nên là khả năng cao là nó cũng sẽ lên thôi. Đó, lên này. Ví dụ mua ở đây thì các anh chị chúng ta cũng lãi được 17% này chứ ít gì, đúng không? À Mặc dù mình chê thì chê thôi nó vẫn đưa cho mình những cái phần lợi nhuận thì mình cứ thế mà mình 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 đớp vào thôi. Đó. Ok ha, thì vẫn ở đây là nó vẫn là chưa vượt được cái ngưỡng kháng cự ở vùng 15.1 hoặc là 15.2. Cho nên là các anh chị chúng ta có thể là canh chú ý nếu mà không vượt được mà có những cái tín hiệu mà nó chỉnh lại á thì các anh chị chúng ta cứ chốt bớt một phần ở quanh cái ngưỡng là trên 14.5. Rồi khi mà nó quay về lại nó test lại khoảng tầm ngưỡng ở vùng 13.8 thì các anh chị chúng ta lại lại có thể là cover vào đó chúng ta có thể canh là lướt bao nhiêu phần trăm các anh chị Ờ à, 7 phần trăm trên 14.5 năm à, thì các anh chị chúng ta bán hàng phần thì khi mà nó quay về lại quanh ngưỡng 14 hoặc là dưới 14 thì các anh chị chúng ta lại cover lại cái phần đó, đó là chúng ta đã, ăn lướt được một cái khoảng là 7 phần trăm rồi ha rồi VCI cũng rất là khỏe thật sự là VCI đó, đánh rất là quyết liệt đánh trong cái phiên ngày 1 tháng 8 theo thị trường chung đánh rất là quyết liệt các anh chị ha đánh rất cực kỳ là quyết liệt và vượt luôn cả cái vùng kháng cự là vùng 42 rồi thì cứ thế là nó sẽ em nghĩ là khả năng cao là nó có thể nó về nó lấp lại được cái gáp ở vùng 50 này luôn này. Đó ha, nó có thể nó lấp lại được cái gáp ở vùng 50 này này. Thì có thể rằng là chúng ta sẽ chỉ hô ở cái nhịp này thôi, có thể là mua không kịp đâu hoặc là nó có thể nó lên được khoảng tầm vùng 48 là nó cũng đã bắt đầu đi vào những cái vùng giá quá mua và sẽ xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh rồi. ha hoặc là thậm chí là nó có thể nó chỉnh mạnh nó test về lại cái đại đỉnh trước ở đây này. À, nó chỉnh lại nó té lại cái đỉnh trước nó có thể nó lên tiếp được nhé nhưng mà theo cái uh, sự uh, uh, góc nhìn của tốn thì nó có khả năng nó quay về nó test lại nhẹ một chút xíu quanh cái ngưỡng vùng đỉnh là khoảng tầm vùng 42 cho tới vùng uh, 43 trong cái khoảng thời gian tới các anh chị nhé nên là chú ý một chút xíu rồi VND VND tuần vừa rồi cũng là cái tuần break điểm ha. phiên thứ hai là cái phiên mua điểm mua vào rất là đẹp khi mà nó break được cái ngưỡng kháng cự vùng 19.5 thì trong cái phiên đó thì trong room cộng đồng tuấn cũng có nói với các anh chị nhà đầu tư trong room cộng đồng là a à, còn vnd là mua được này thì hiện tại nếu mà mua đúng ngay cái điểm này của vnd thì chúng ta cũng ăn được khoảng tầm là 10% phần khá là đẹp đó ha thì uh, theo cái góc nhìn của tuấn thì nó cũng sẽ quay về thậm chí nó có thể nó lấp lại được cái gáp ở vùng 24 luôn đấy à, có thể là lấp lại được vùng 24 cho nên là các anh chị chúng ta cứ nắm giữ đi nhá <laughs> Rồi SSI nãy cũng có nói nha SSI cũng quay về lại được khoảng tầm là Đã gần như là lắp lại được cái gáp này à, Gần như lắp lại được cái gáp rồi Nhưng mà cái lít đến của nó khoảng là tầm vùng 26 ở đây này Đó lên đây ha Rồi có CTS cũng rất là khỏe ha CTS mình cũng có giới thiệu ở khi mà nó chạy quanh cái ngưỡng vùng đền này này đó là những cái thời điểm chúng ta mua vào rất là đẹp cực kỳ là đẹp luôn Ờ, mặc dù là cái thanh khoản nó không nhiều nhưng mà đối với các anh chị nhà đầu tư có cái vốn hóa nhỏ chúng ta vẫn có thể là chúng ta tham gia vào đó, và thậm chí nó đã vượt luôn cả cái à, cái gáp ở vùng này và bắt đầu tiến lại được cái vùng nền phần phía trên vùng giá 21 rồi rất là đẹp thì lên đây tôi nghĩ là nó sẽ có những cái nhịp nó điều chỉnh thôi nha chứ nó chưa thể nào nó vượt được ngay đâu đó canh những cái nhịp mà nó có bu lên vào phiên ngày thứ hai đó, hoặc là những cái nhịp mà hưng phấn vào ngày thứ hai đó, em nghĩ là nên canh chốt khả năng cao là thứ hai sẽ là một cái phiên là À, tăng điểm vào buổi sáng nhưng mà buổi chiều sẽ là một cái nhịp mà bị chốt ngược trở lại đấy nên là cần chú ý các anh chị nha rồi ok còn lại thì tuấn uh, không dám nói gì thêm à, có bsi ở đây cũng chuẩn bị này à, tuấn thấy bsi cũng đang có một những cái vùng tích lũy nền mới ở vùng gần cận kháng cự ở đây đây ha thì các anh chị chúng ta cũng hãy là chú ý bsi được nha chú ý được rồi uh, chúng ta sẽ qua đến tiếp dòng ngân hàng Thì thật sự dòng ngân hàng là một cái dòng mà lâu lâu thì nó lại kéo tùy vào cái phiên của thị trường Hoặc là nó phục vụ chủ yếu cho cái vấn đề phái sinh nhiều hơn Như các anh chị chúng ta thấy là Vietcombank là cái mã mà hồi phục lại kinh khủng Khá là kinh khủng trong cái tuần vừa rồi đấy Từ mà 74 mà nó kéo thẳng lên 82 như này gần 10 giá thì cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ đó, là nó đã phục vụ cho cái nhịp của phái sinh trong cái tuần vừa rồi rất là kinh dị khi mà nó kéo liên tục, nó kéo liên tục và nó thậm chí là uh, Bezit có lúc đã chân tới tận là 22 cho tới 24 điểm là các anh chị chúng ta thấy nó kinh khủng như thế nào. Kể cả là trong cái phiên thứ sáu vừa rồi là nó kéo luôn cả cao nhất phiên như thế này. Đó, nên là các anh chị chúng ta đặc biệt lưu ý nha. Uh, phái sinh giờ này đánh um, ai mà ô, ôm sọt mà ráng gồng sọt một cái thôi là 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 đi viện luôn. Các anh chị nhé. Rồi, thì khả năng mà khi mà Vietcombank lên đây gặp lại những cái ngưỡng kháng cự ở vùng 80 mươi uh, bao nhiêu à uh, 82, 83 hoặc là 84 đây này thì khả năng cao là nó sẽ có những cái bước mà nó tích lũy lại trên này. Nha, nó sẽ tích lũy lại ở phần trên này. Các anh chị nhá. Rồi, hay như những mà cổ phiếu mà nó khỏe nhất á, là có nghĩa là vùng như là CTG này À, tôi cũng có giới thiệu ở những cái vùng 27.5 dưới vùng 28 ở đây này đó thì các anh chị chúng ta vẫn có thể tiếp tục nắm giữ và hô khi mà nó à, về lại khoảng tầm là ngưỡng ở vùng 30 các anh chị nhé Ờ à, hay như liên việt cũng vậy này liên việt đó bắt đầu liên việt nó cũng tạo ra những cái điểm rất là đẹp test cung này ha liên tục là điểm những cái điểm test cung ở trên vùng này thì nhiều khả năng là gì đó à, mọi người sẽ thấy là nó có khả năng nó về lại được cái vùng giá là 17 bảy nhá rồi mbb thì tuấn đánh giá là nó cũng đang bắt đầu nó như à, gặp cản thì nó sẽ tích lũy lại ở phần này này à, nó sẽ tích lũy lại ở phần trên này này à, thì em nghĩ là nó cũng sẽ còn những cái nhịp mà nó bung lên tiếp đấy thậm chí là nếu như mà ở cuối cái con sóng này nó vẫn có thể lên được khoảng tầm là vùng 30 nha có thể là lên được khoảng tầm là vùng 30 rồi coi STB là cái mã cổ phiếu khỏe STB cũng đã có khoảng tầm một tuần vừa rồi là liên tục test cung và nó hấp thụ lại những cái lượng cung ở quanh cái vùng gap down ở đây và cũng như là gì ạ à, mọi người nếu mà mọi người để ý những cái đường màu trắng ở đây này là cái đường MA100 mà nãy giờ là là hầu hết những mà cổ phiếu là tại sao Tuấn đặt ra cái mốc target nó cần cái vùng MA100 bởi vì đây là cái vùng cản gì à? à cản trung hạn của thị trường chúng ta các anh chị nha à, thì khi mà nó đi lên đây nó gặp lại những cái cản trung hạn như thế này nó đang hấp thụ lại những cái lượng cung mà bị kẹp hàng ở những cái vùng phía trên đấy thậm chí là hấp thụ lại những cái lượng cung ở vùng phía dưới ha à, đang chốt lại thì nó sẽ cần khoảng thời gian nhiều hơn Đấy, cho nên là em nghĩ là tuần sau sẽ là cái tuần mà có khả năng là dòng ngân hàng sẽ là cái dòng kéo để mà chỉnh lại đối với lại là những cái nhóm ngành khác trên thị trường là rất là cao các chị nhé rồi tiếp theo có Techcombank Techcombank thì thật sự là hơi yếu chút xíu mặc dù là dòng tiền lớn nó cũng chưa thật sự là vào đâu nhưng mà nếu mà các anh chị ta muốn đánh á, thì em nghĩ là vẫn có thể là mua được đối với lại Techcombank tích lũy lại được ở trên vùng phía trên đây này cần cận kháng cự này ha Khả năng cao nó vẫn có thể nó có một nhịp bật về lại khoảng tầm là vùng 40, thậm chí là có thể là lên được rướng được khoảng tầm là vùng 41, rồi sau đó nó sẽ tích lũy lại được ở phần trên đây, anh chị nhé. Rồi, NHB, NHB cũng có một cái nhịp quay về retest này. Nói chung là NHB đoạn này đánh hơi khó, bởi vì khi mà nó đã có những cái gì, à, những cái vùng cản kháng tự ở đây, thì nó sẽ cần mất một khoảng thời gian nhất định. Đó. À, nó cần phải mất một khoảng thời gian nhất định để mà liên tục nó test lại nó cần phải có đạt một cái volume thấp á, thì khi mà nó test lại tôi nghĩ là nó phải nó test lại vùng 14.5 cho tới vùng 14.8 test lại volume thấp thì các anh chị chúng ta vẫn có thể canh chúng ta nhặt lại được ở quanh cái ngưỡng vùng giá này các anh chị nhé rồi ACB thì Tuấn không đánh giá cao đoạn này nhé nên là các anh chị chúng ta bỏ qua đối với lại là, là ACB rồi BID cũng thật sự rất là mạnh ha BID cũng thật sự rất là mạnh đánh break được khỏi cái trendline giảm giá về À, ngắn hạn cũng như là trung hạn rồi và vẫn giữ được cái trend à, và vẫn giữ được cái trend đi lên như thế này thậm chí là cái trend mà nó chưa về dài hạn nó vẫn còn đang nắm giữ lại được khá tốt đấy đó à, cho nên là lúc này này nó cần phải có những cái phim mà nó tích lũy đi ngang ở đây một chút xíu thì nhiều khả năng thì tuấn có thể là tuấn sẽ coi là tuấn giải ngân quanh lê khi mà nó vượt được là được cái nó vẫn có những cái sự tích lũy ở đây và mình mua ở vùng này này để mà đánh một cái nhịp ngắn lên được khoảng tầm vùng 41 cho tới vùng 42 các chị nhé. Rồi TV cũng tương đối thôi chứ thực sự là cũng không khỏe lắm. À, nó cũng có một cái phiên mà nó break out lên được khỏi cái vùng kháng cự ở vùng 28.5 ở đây. ha à. Nên là nó cần sẽ kiểm tra lại nó có cái gap đây thì nó có thể nó lấp nhé. Nó có cái gap ở đây thì khả năng cao là nó có thể nó lấp lại, nó test lại một cái rồi nó mới lên. Đây ha nên là chú ý chút xíu ở vùng 28 VB thì VB có một cái phiên gọi là cũng có đánh được một cái dòng tiền vào trong cái phiên ngày thứ năm nhưng mà khi mà gặp lại kháng cự ở gần cận 30 một cái thôi là bị bán lục đầu trở lại nhưng mà lực cầu vào vẫn đỡ những cái vùng phía dưới ở vùng 29 như thế này là tổng đánh giá là tốt anh chị nào kẹp hàng thì tôi nghĩa là vẫn có thể là mua được Vibank còn mà không kẹp hàng thì thôi đừng có nên mua các anh chị nhé VIP cũng đánh khúc này nó bo cung quá cho nên là mình cũng không có để ý tới mã này luôn. Đó. Rồi tiếp theo là dòng dầu khí, dòng dầu khí tuần vừa rồi cũng một cái tuần biến động cũng tương đối của dòng dầu khí đấy. Thì chỉ có BVD là nó chia cổ tức xong thì nó kéo tăng trần như thế này là hết sức bình thường thôi. Đấy thì tôi nghĩ là nó có thể là sẽ lên được nhưng mà khả năng là chậm, các anh chị nha. Khả năng lên được nhưng mà là chậm, chứ không có lên được nhiều đâu. Là bởi vì sao à? à những cái yếu tố về vĩ mô nó đang không thực sự ủng hộ đối với lại nhóm dòng à, dầu khí này các anh chị nhá nên là tôi cũng sẽ không ưu tiên à, chọn những mà cổ phiếu à, trong dòng nhóm dòng dầu khí để mà khuyến nghị cho mọi người còn ăn được những cái nhịp ngắn ấy, thì mọi người vẫn có thể mọi người đánh được không sao rồi BSR cũng vậy này BSR nó cũng đang tạo ra những cái vùng nền đi ngang như thế này nó sẽ đang chờ đợi và hấp thụ lại những cái lần cung rồi. Thậm chí nữa, nếu mà cái vùng nền nó đi ngang nhiều quá Thì nó có khả năng là gì À nó gãy lại cái vùng đẩy này Đó nó có khả năng nó gãy về lại Ngược lại cái vùng đẩy ở đây Nó test lại cái đáy dưới đây Đó nên là mọi người cũng đã thấy cái, cái gì à? à cái mã cổ phiếu là À SBS hồi nãy tôi có cho mọi người xem ha Chúng ta cùng nhìn lại này Thì khi mà đi ngang mà nó như nào À nó có cái yếu tố là nó sẽ có nhịp nhịp, nhịp À gãy rủ xuống À thì thì sao thì BR nó cũng có khả năng y chang như vậy nó có khả năng gãy rũ xuống với lại vùng 22.5 cho tới vùng 23 để gì anh à, rũ bớt lượng cung ở đây đi đó rồi gas cũng lên được 9.5 ha chưa chưa có gì cả nhá chưa có gì cả rồi oi oi thì cũng mới bứt phát được khỏi cái vùng kháng cự và vùng 12.7 đang tích lại lại được ở phần trên này thì nhiều khả năng nó vẫn có khả năng nó vỡ lên được khoảng tầm là vùng 14 nha hoặc chỉ là hơn một chút xíu BVS, BVS cũng thực sự là yếu mọi người nhé à, Cái mẫu hình của BVS thì nó không nhìn thấy rõ thôi à, Là những cái mẫu hình vai đầu vai Nhưng mà vai đầu vai ngược nhưng mà không có thấy rõ Cho nên là, là cũng không có ưu tiên chọn đối với lại là BVS Ở cái giai đoạn này nha rồi, à, qua tiếp đến phần bất động sản thì trong cái tuần vừa rồi thì trong đặc biệt là cuối cái phiên thứ sáu vừa rồi là bất động sản là một cái nhóm ngành cũng đã bứt phá được khá là tốt ha. Có sale lên được khoảng tầm là 4,5% như thế này thì ưu tiên cho các anh chị chúng ta là vẫn có thể là nắm giữ tiếp được sale và cái target ngắn cho à, hoặc là target cuối cho sale có thể là sẽ về lại chạm lại ngưỡng ở quanh cái gì à, cái đường uh, MA100 ở đây là khoảng tầm là 40 cho tới vùng 41.x các anh chị nhé. Rồi đích ở đây này, còn cái việc giải ngân mua mới á, thì trong những cái phiên vừa qua thì Tuấn cũng có cho mua quanh cái ngưỡng vùng giá 33 này. Đó, Tuấn thấy là có những cái dòng tiền nó đỡ cái cổ phiếu và nó vẫn như nào à, thể hiện cái lực cầu tốt thì vẫn giữ được ở đây và tiếp tục kỳ vọng một cái nhịp à, chúng ta sẽ về lại được khoảng tầm vùng giá là 40 thậm chí là có thể là hơn nha đích cũng vậy này đích thì nó đã qua mất cái điểm mua rồi nha đích nó đã qua mất cái điểm mua rồi và cái điểm cái điểm mua ở đây nó cũng thật sự khá là khó đây này để những cái điểm mua mà nó test cùng ở đây này hoặc thậm chí là những cái điểm mua mà bùng nổ ở đây này đó thực sự là nó không có được đạt cho lắm cho nên là nếu mà có hàng thì em nghĩ là anh chị chúng ta cứ nắm giữ thôi về lại được khoảng tầm là vùng Uh, 44 là cũng hay rồi anh chị nhé. Rồi có đất xanh là thật sự rất là mạnh, đất xanh quá là mạnh đi và đất xanh nó cũng đã về lại những cái vùng kháng cự mạnh của mình là ở quanh ngưỡng vùng 27 ít cho tới vùng dưới 28 rồi. Nó cần thêm thời gian, em Tuấn nghĩ là nó sẽ cần thêm thời gian và cái phiên thứ sáu rồi là một cái phiên mà giống như là uh, nhịp mà nó kéo rướng vậy chứ không thực sự là gì là 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 là, là, là nó còn uh, mạnh để mà nó đi lên. Nó mạnh thì nó mạnh thật sự nhưng mà nó kéo rướng khúc này với cái volume thấp á, thì thật sự là không có an toàn cho các anh chị nhà đầu tư nào mua mới cả các anh chị nhé à, nên là cần chú ý HBC cũng rất là mạnh này HBC cũng về lại cận cái kháng cự là vùng 4951 rồi 4951 là nó cần hấp thụ thêm ha nó cần phải hấp thụ thêm HDG, HDG thì đây cũng đang có những cái tích cực ở đây là hấp thụ lại những cái lần cung ở vùng đỉnh và sẽ chờ cho những cái tín hiệu mà nó vòng lên đấy thì sau khi mà có một cái phiên hồi nãy giống y chang như Tuấn có nói ở cái cổ phiếu FTS đúng không ạ? Thì khi mà nó xuất hiện một cái phim mà nó đùng mùng nó bùng nổ lên như này. Nó test lại lần 1 ha, nó test lại lần 1, nó test lại lần 2 thì khi mà những cái điểm mà vòng cung hướng lên như này là chúng ta vẫn có thể mua được này. Ở phiên thứ sáu vừa rồi nó cũng các anh chị chúng ta cũng hay là canh mua thăm dò trước được. Còn mua thêm một chút xíu ở đây có thể là cái gì? Đánh gia tăng nữa nếu mà nó có những cái nhịp mà nó bứt thoát được khỏi vùng giá là 53. Nhá ok rồi Nà, long điền cũng khá là khỏe trong cái tuần vừa rồi tạo nền ở đây Đó, gãy rũ này nó một cái nền nhịp này gãy rũ nền xuống này phục hồi đi lên này đây là những cái điểm mua cho các anh chị chúng ta và cứ thế chúng ta nắm giữ thôi nhá scr cũng khá là khỏe và scr nó vẫn tạo nền nhé phiên thứ sáu rồi nó có cái phiên test cung nhưng mà theo à? à, khối lượng của nó uh, không thực sự là, là 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 quá là nhiều cho nên là mình cần uh, phải có những cái động thái là hấp thụ thêm và nó như nào à, cạn cung đi bớt nhá nam long nam long cũng đang có những cái động thái là gì à, tích lũy lại ở phần đây chờ thêm thôi nói chung là chờ thêm volume đang kiệt dần rồi này à, volume đang kiệt dần ha vẫn có thể là mua được trong cái phiên thứ sáu rồi chúng ta thăm dò thì hy vọng rằng là, là 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 là, à, tuần sau là nam long nó sẽ có thể nó bước được một cái nhịp lên vượt được khoảng tầm vùng 43 và tiến lên được khoảng tầm là 44 chút ít cho tới vùng 45 anh chị nhé rồi, và đó là về dòng nhóm bất động sản. À, tiếp theo chúng ta sẽ qua một số cái mã cổ phiếu mà trong xây dựng. Ví dụ như chẳng hạn như HMC này. HMC cũng đã có cho mình hai cái nhịp rũ ngắn ở đây, trên này đánh khá là khó chịu mọi người nha. Đánh khá là khó chịu thì khi mà nó gặp lại những cái gì à những cái cái, cái trend line á, những cái trend line ở đây thì nó bắt đầu có những cái tín hiệu nó chỉnh chỉnh và nó té té thôi. Nhưng mà theo Tuấn thấy thì trong cái phiên thứ sáu vừa rồi là một cái điểm mà test cung khá là đẹp đối với lại HBC và nhiều khả năng cổ phiếu này nó sẽ có một cái nhịp bùng nổ và về lại khoảng tầm là vùng 23 x các anh chị nhá Rồi à, đầu tư công FCN xây dựng nhá, xây dựng có FCN ở đây cũng đang tích lũy lại khá là đẹp này. Đó, đang tích lũy lại ở phần trên này khá là đẹp, có một cái phần tích lũy ở đây lên đây tiếp tục tích lũy ngắn lại nữa thì nhiều khả năng nó sẽ bung được trong cái nhịp mà à, cuối tuần này à, đầu tuần sau đó nha, tuần sau sẽ là cái tuần mà trọng yếu của nhóm đầu tư công này. FCN khả năng cao nó sẽ bay. À, khi mà nó vượt được, nó chỉ cần nó vượt được khoảng tầm 16.7 thôi. Là 18.5 thẳng tiến luôn. Anh chị nhé. Rồi LCG. <laughs> LCG nó cũng có một cái phần nền ở dưới đây này. Nó cũng có một cái phần nền ở dưới đây. Lên đây nó đang có những cái động thái là hấp thụ lại lượng cung cũng như là uh, quan sát thêm tình hình do là nó cần cái kháng cự mạnh quá ở vùng cái ngưỡng nó vùng 14 cho tới 14.5 cho nên nó chưa thể là nó bứt thoát được nha chờ thêm thôi rồi uh, tiếp theo là nhóm dòng thép đi có SG là cổ phiếu mà cho cái điểm mua hầu hết là trong nhóm này thì đã có cho một cái điểm mua vào phiên ngày 1 tháng 8 vừa rồi thì đặc biệt là Tuấn không có lấy đối với lại là nhóm dòng thép bởi vì Tuấn đã xác định là không có chơi nhóm này ở cái là điểm phục hồi À, chủ yếu là mình dùng cái trọng tâm là gì à nhóm uh, chứng khoán nhóm bất động sản và nhóm, những nhóm vốn hóa lớn mà mình hay thường đánh là chính là dòng ngân hàng đó còn những cái mã trong thép ở trong bậc này nó có thể nó có hồi nhưng mà mình uh, không đánh giá cao thôi anh chị nha rồi nam kim cũng vậy này nam kim cũng tốt nhá nam kim cũng tốt nhưng mà đánh không có quyết liệt bằng hsg hbg cũng tương tự như vậy giờ nó cũng không đánh quyết liệt cho nên là mình cũng bỏ qua luôn các anh chị nhé. Rồi uh, tiếp theo là chúng ta sẽ qua đến tiếp um, những mà cổ phiếu trong Vin30 thì cùng nhau nhìn lại một chút xíu nè. Có MySign vừa rồi nó cũng phục vụ cho đáo hàng phát sinh cho nên là đạp một cái cây tương đối là mạnh như thế này. Nó quay về nó test lại ở đây thì mọi người vẫn có thể là mua canh mua được. nha Nó vẫn có thể là một canh mua được đối với lại là MySign. Thì tôi nghĩ nó quay về nó gãy nó rủ ở đây. Nó có đề ở đây nó gãy nó rủ xuống này đó, nó gãy xuống ở đây là chúng ta sẽ uh, chờ xem cái động thái là nó có đánh thủng mất cái vùng giá 100 này là không nhé BNG BNG cũng đã bắt đầu có những cái tín hiệu là tạo nền rồi <laughs> vẫn nó đang có những cái tín hiệu tạo nền ở đây ha đánh khá là lỏng nhưng mà thay cái động thái nó tạo nền và nó giữ giá ở trên vùng này á nó cũng sẽ sớm muộn nó cũng sẽ có một cái nhịp mà nó đánh nó bật lại thôi các chúng ta có thể chú ý được những cái điểm mà xăng những cái điểm nổ đối với lại cổ phiếu như là PNG. À. Rồi, Vinamilk, Vinamilk cũng yếu nha. Tuấn không có đánh giá cao Vinamilk. Ở vùng này bắt đầu gặp lại cái trên giảm và dài hạn như vậy á, thì đừng có hòng mà mà, mà 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 giúp nó vượt được cái ngưỡng này một cách nó dễ dàng và nó sẽ cần rất là nhiều cái sức lực. À, cũng như là 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 là, là gì ạ? À? À, những cái động thái hoặc là những cái yếu tố tài chính nó muốn đánh vượt được thì cần phải như là hấp thụ lại một cái lượng lớn nhà đầu tư các anh chị nhé rồi còn gì nữa không Ờ à, mình sẽ xem qua một số mã cổ phiếu với chẳng hạn như là Dabaco này à, Dabaco Tuấn thấy cũng rất là mạnh ha Dabaco nó cũng đã à, rủ xuống mạnh một cái phiên xong rồi này nó phục hồi và nó đem đi lên thì tôi nghĩ nó sẽ chạy một cái nhịp ở nước rút cuối nó có thể nó lên được khoảng tầm là vùng 32 thậm chí là vùng 34 trong cái thời gian sắp tới mọi người nhé <laughs> rồi AG heo ăn chuối luôn này, nó cũng đã đánh track được một cái nhịp khá là mạnh. Đó thì là nhiều khả năng nó lên được khoảng tầm là vùng 13.x cho tới vùng 14 nha. <laughs> ok. À, rồi à, gì nữa nhà có đạm, à, qua đến phần đạm nhé. Đạm nó thật sự là cũng không có gì gọi là chúng ta có một cái góc nhìn nó tốt cả bởi vì nó đã hết cái chu kỳ của mình rồi à mặc dù là có những mà cổ phiếu nó tạo đẩy lên như là DCM này cũng khá là tốt, ok nhưng mà nhìn chung là là, là mình sẽ uh, như nào à ưu tiên chọn lựa nhưng mà cổ phiếu mạnh nhiều hơn, có cái sóng ngành và đủ tốt để mà để mà gì à? à lựa chọn cho mình và tối ưu hóa cái phần lợi nhuận của mình thì hơn Các anh chị nhé. Rồi ok thì uh, nếu mà chắc không còn gì nữa thì mọi người có thể là hãy để lại ở dưới phần comment giúp Tuấn ha. A à, coi tiếp thêm một dòng cuối là dòng mà bất động sản khu công nghiệp. Bất động sản khu công nghiệp, à, dạo này cũng đang khá là hot ha. Ví dụ dạng hàng Ita là tăng cây trần này, rồi KBC cũng đã có những cái dấu hiệu là điều chỉnh ngắn nó lại nhưng mà đã phục hồi về lại rất là mạnh mẽ ở quanh ngưỡng vùng 8, 38.5. Chúng ta sẽ à, quan sát thêm đối với lại trường hợp của ACB ở cái vùng này nhé. Giai đoạn này đánh cũng tương đối là, <laughs> tương đối là, là 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 muốn đánh break nó muốn, muốn muốn vượt đấy nhé. Rồi có gì đó nha, có SSC cũng đang khá là khỏe nhưng mà chủ yếu là đang hấp thụ lượng cung ở đây thôi, chưa muốn đánh vượt nha, dòng tiền lớn chưa vào thì chưa đánh vượt được đâu. <laughs> rồi hình như còn IDC, IDC cũng vùng này bắt đầu đi vào vùng quá là gì à quá mua rồi, quá mua rồi nhá, nên là thực sự nó muốn nó đi lên tiếp hoặc là muốn nó lên mạnh á, thì cực kỳ là khó luôn, cực kỳ là khó các anh chị nhé. Nên là chúng ta đừng có đòi hỏi một cách nó gì à quá là 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 là, là, là. Uh, kỳ vọng ha rồi ok thì chắc video của em cũng xin được dừng ở đây thì hi vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta ở uh, trong cái giai đoạn đầu tư sắp tới nếu mà thấy hay và ít hãy nhớ là nhấn nút đăng ký kênh giúp Tuấn để mà uh, Tuấn có động lực làm nhiều hơn và đưa đến cho các anh chị chúng ta nhiều kiến thức hơn về đầu tư chứng khoán nhé cảm ơn các anh chị chúng ta một lần nữa đã quan tâm và lắng nghe theo dõi hẹn gặp lại các chị chúng ta ở những cái video tiếp theo xin kính chào và hẹn gặp lại